Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 6 tháng 12, chúng tôi sẽ cùng các bạn bàn luận một câu chuyện ít biết về MiG-21 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tôi tin là nhiều bạn cũng chưa từng nghe tới thông tin này, bởi đơn giản, thực ra chúng cũng chỉ mới được công bố trong khoảng vài năm trở lại đây. Nhắc tới MiG-21, chắc chắn không ai trong chúng ta là không dành nhiều lời khen cho dòng tiêm kích này, chiếc máy bay tiêm kích huyền thoại của Liên Xô gắn liền với những chiến công chói lọi của phi công Việt Nam. Bằng MiG-21, các phi công trẻ của Không quân Nhân dân Việt Nam đã bắn rơi hầu hết các máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Mỹ như F-4 Phantom 2, F-105 và đặc biệt là pháo đài bay B-52. Tuy nhiên, trước khi biến MiG-21 thành huyền thoại chứ danh, Không quân Nhân dân Việt Nam phải vật lộn với nhiều thất bại, nặng nề tới mức có thời điểm chúng ta từng muốn bỏ MiG-21. Ngày 4 tháng 3 năm 1966, MiG-21 lần đầu tiên xuất kích chiến đấu ở Việt Nam. Phi công Nguyễn Hồng Nhị đã lập chiến công đầu tiên, bắn rơi một chiếc UAV của Mỹ ở độ cao 18.000m. Thế nhưng, kể từ sau trận này tới tháng 9 năm 1966, MiG-21 đánh 10 trận, chỉ bắn rơi được 3 chiếc, 5 phi công nhảy dù, 1 người hy sinh. Đó là thiệt hại vô cùng nặng nề với Không quân Nhân dân Việt Nam, trong bối cảnh ta phải tiết kiệm từng phi công, từng máy bay. Chưa kể, tính năng MiG-21 thời điểm đó được đánh giá là không thua kém nhiều so với Mỹ. Lưu ý, phiên bản MiG-21 đầu tiên mà Liên Xô giao cho ta là MiG-21 PFL, bản cải tiến nhỏ dành riêng cho Việt Nam trên cơ sở bản MiG-21PF ra đời năm 1961. Nó là một chiếc tiêm kích mới tinh, thuộc hàng top của Liên Xô lúc bấy giờ. Nó được trang bị radar điều khiển hỏa lực RP-21, có tầm chính xác 20 cây số, có hai điểm treo vũ khí để mang tên lửa tầm nhiệt R-3S hoặc tên lửa dẫn đường bằng radar RS-2US. Máy bay có tốc độ bay rất cao, lên tới 2.175 km/h, trần bay cực đại tới 19.000m. Thế nhưng, chúng ta lại đánh không thành công với MiG-21. Cho nên, Bộ Chỉ huy cũng có những đắn đo, thậm chí cho rằng loại máy bay này không hiệu quả. Theo cuốn Chiến tranh trên không ở Việt Nam 1965-1973, phía sau những trận không chiến, xuất bản năm 2017 do phi công Nguyễn Đức Soát, Nguyễn Sĩ Hưng biên soạn, năm 1966 đã có đánh giá cho rằng MiG-21 tác chiến kém hiệu quả so với MiG-17. Thế nên, Việt Nam đã đề nghị Liên Xô dừng đào tạo phi công MiG-21 như khóa 1965-1968 đang học, mà tiếp tục đào tạo phi công MiG-17 cho khóa tiếp theo, 1966-1969. Đề nghị này gián tiếp như một lời khẳng định Việt Nam sẽ từ bỏ MiG-21, hay nói một cách khác, Liên Xô khỏi cần cung cấp MiG-21, thay vào đó hãy tập trung cho MiG-17. Và thực tế là khóa học 1966-1969, các học viên Việt Nam sang Liên Xô được đào tạo để lái MiG-17 thay vì MiG-21. Đây là một thiệt thòi rất lớn, vì nếu năm 1969 hơn 40 học viên tốt nghiệp không phải là trên MiG-17 mà là MiG-21 thì sẽ là nguồn bổ sung quan trọng và kịp thời. Vì năm 1972, ta thiếu rất nhiều phi công MiG-21. Vâng, đúng là chúng ta đã từng nghĩ tới việc bỏ MiG-21, nhưng sau cùng, ta quyết định ngồi lại, nghiên cứu tìm cách sử dụng MiG-21 một cách hiệu quả nhất. Sau nhiều cuộc họp, phân tích từ các thất bại, rốt cuộc, ta cũng rút ra được các nguyên nhân và cách khắc phục. Điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ đánh chặn là phải phát hiện địch từ xa, cách khu vực mục tiêu cần bảo vệ từ 300 đến 400 cây số đã không được bảo đảm. Do ta chưa có đủ nguồn tin tình báo, không nắm được địch từ xa, nên nhiều trận cất cánh chậm, không đúng thời cơ. Điều này dẫn tới, các máy bay MiG-21 của ta vừa cất cánh lên đã đụng máy bay Mỹ, buộc phải quay sang không chiến trong thế quần vòng với lực lượng đông hơn. Cho nên, không phát huy được tính năng tăng tốc nhanh của MiG-21 và khó sử dụng tên lửa. Nhằm khắc phục yếu điểm không nắm được vị trí tốp máy bay Mỹ cất cánh từ Thái Lan, cần triển khai mạng lưới tình báo chiến lược nằm ngay sát sân bay trên đất Thái. Như vậy, sẽ thông báo kịp thời các máy bay Mỹ chuẩn bị cất cánh hoặc vừa rời đất. Mặt khác, cần triển khai các trận địa radar cảnh giới, radar dẫn đường ra sát biên giới Việt-Lào, có khả năng phát hiện được địch khi chúng còn cách biên giới 200-250 km. Triển khai tốt các biện pháp trên, nguyên nhân thứ nhất sẽ được khắc phục, điều kiện cần để có thể dẫn MiG-21 đánh chặn từ xa một cách hiệu quả nhất. Nguyên nhân thứ hai là chưa tìm được cách sử dụng MiG-21 phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Không thể áp dụng một cách máy móc phương pháp đánh chặn của Liên Xô do các yếu tố đầu vào đã thay đổi, mục tiêu cần đánh chặn, đội hình đối phương, các yếu tố địa lý và khả năng của trang bị. Đồng thời, cũng không thể vận dụng nguyên si cách đánh của MiG-17 cho MiG-21, một loại máy bay chặn kích có tính năng vũ khí khác hẳn. Thật vậy, có thời điểm ta đã thử nghiệm phương án dùng MiG-21 đánh kiểu MiG-17. Trong đội hình hai chiếc, một chiếc mang tên lửa, một mang rocket 57 ly, tất nhiên, phương án này đã không mấy hiệu quả. Để khắc phục vấn đề này, cần phải thay đổi căn bản ngay tư duy chiến thuật của chỉ huy và phi công, phương pháp chỉ huy dẫn đường cho các biên đội làm nhiệm vụ đánh chặn, không phải chỉ là một tốt đơn lẻ, mà ngoài các tốp cường kích mang bom còn có tiêm kích bay phía trước, phía sau và bên cạnh đội hình. Tính năng radar lắp trên MiG-21 chỉ có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly tối đa 20 cây số,
lại dễ bị gây nhiễu. Khi sử dụng radar, theo phương pháp đánh chặn truyền thống, phi công phải bay bám theo địch từ phía sau theo trục dọc, không có khả năng quan sát được các tốp máy bay khác nên dễ bị tiêm kích địch tấn công. Mặt khác, các máy bay Mỹ đều có hệ thống cảnh báo khi bị radar đối phương chiếu xạ, dẫn đến yếu tố bất ngờ của trận đánh không còn. Với việc nghiêm túc rút kinh nghiệm, bạo dạn tiến hành cách đánh mới, từ cuối năm 1966, Không quân Nhân dân Việt Nam bắt đầu thành công với MiG-21. Từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 19 tháng 12 năm 1966, MiG-21 đã bắn rơi 15 chiếc F-105. Đây là các trận đánh trúng đội hình F-105 trên đường bay vào mục tiêu, tại khu vực Sơn Dương Tuyên Quang, suối rút Hòa Bình và trên đỉnh sân bay Đa Phúc. Cũng giai đoạn này, ta áp dụng một chiến thuật mới, cơ động bất ngờ, đánh từ xa, dùng tốp nhỏ đánh đội hình lớn. Việc sử dụng đội hình một cách có hiệu quả cũng là một yếu tố chiến thuật rất quan trọng. Giai đoạn đầu năm 1966, đa số các biên đội MiG-21 cất cánh với 2 chiếc, nhưng đến cuối năm 1966, nhiều trận MiG-21 cất cánh với đội hình 4 chiếc. Thế nhưng, hiệu quả của đội hình này không cao, bắn rơi 7 máy bay Mỹ nhưng thiệt hại 9 chiếc, một phi công hy sinh. Phân tích về đội hình bay của MiG-21 giai đoạn này, một số phi công cho rằng có lẽ lúc đó chúng ta đã được trang bị thêm máy bay và số phi công đủ điều kiện trực chiến cũng tăng thêm nên quyết định đánh đội hình 4 chiếc. Và cũng có thể, Sở Chỉ huy mong muốn nâng cao hiệu quả diệt máy bay cường kích F-105 nên cho đánh đội hình lớn. Tuy nhiên, sau 2 trận ngày 2 và ngày 6 tháng 1 năm 1967, cơ bản MiG-21 không xuất kích với đội hình 4 chiếc nữa. Đây là 2 trận đánh thua mà chúng tôi đã từng giới thiệu cách đây vài tuần trước. Các bạn có thể xem lại video Quân đội Việt Nam và các trận thua trên không. Thất bại của 2 trận này khiến các máy bay MiG-21 phải tạm dừng xuất kích nhiều tháng để tiếp tục nghiên cứu bổ sung cách đánh mới. Một trong các nội dung quan trọng được bổ sung là MiG-21 là máy bay đánh chặn, cần phải đưa MiG-21 đi đánh chặn từ xa để phát huy cao nhất tính năng của máy bay tiêm kích đánh chặn. Để thực hiện cách đánh này, ngoài công tác huấn luyện, chuẩn bị cho phi công phải triển khai các hệ thống radar cảnh giới, dẫn đường, đài chỉ huy bổ trợ, đài quan sát trên những tuyến mà đội hình máy bay Mỹ đi qua. Cũng trong giai đoạn này, một số nội dung quan trọng trong hình thức chiến thuật đánh chặn mới đã được hình thành. Đó là khái niệm tạo ưu thế chiến thuật cho phi công, có góc vào hợp lý, có độ cao, tốc độ tranh có lợi, có đà, có thế, thọc sâu, xuyên suốt, tiến công và rút nhanh. Sau một số trận thử nghiệm, đến giữa năm 1967, cơ bản lối đánh mới phù hợp với điều kiện Việt Nam của MiG-21 đã hình thành. Trận đầu tiên ta áp dụng hình thức đánh chặn mới là trận ngày 30 tháng 4 năm 1967. Trong trận này, hai biên đội MiG-21 gồm biên đội 1 Nguyễn Ngọc Độ, Nguyễn Văn Cốc, biên đội 2 gồm Lê Trọng Huyên, Vũ Ngọc Đỉnh đã bắn rơi 4 chiếc F-105. Chỉ trong giai đoạn từ tháng 4 năm 1967 đến ngày 31 tháng 3 năm 1968, 10 tháng, MiG-21 bắn rơi 54 máy bay Mỹ các loại. Các chiến thắng là bằng chứng chứng minh rằng lối đánh mới của MiG-21 là phù hợp, hiệu quả cao. Một số nội dung chính của hình thức đánh chặn mới này gồm quyết định của Sở Chỉ huy trong việc sử dụng lực lượng nhỏ, cơ bản là 2 chiếc nhưng tinh nhuệ, xác định chính xác thời cơ cất cánh và chọn tốt mục tiêu cần đánh trên đoạn đường cách xa khu vực mục tiêu cần bảo vệ, chủ động tạo ưu thế về chiến thuật cho biên đội. Theo đó, Sở Chỉ huy cần dẫn biên đội MiG-21 tiếp cận các tốp máy bay Mỹ với góc vào 30-45 độ so với trục đường bay của địch, tốc độ chênh lớn hơn từ 200-300 km/h và cần giúp biên đội có tầm nhìn bằng mắt bao quát, sớm phát hiện được đối phương, tạo được đà và thế để khi phát hiện tốp địch, biên đội có điều kiện chọn tốt mục tiêu, nhanh chóng tiếp cận, tiến công nhanh khiến địch không kịp trở tay. Công kích xong bằng tốc độ lớn, MiG-21 rút khỏi trận đánh thật nhanh, khiến địch không thể bám đuổi kịp. Với phương án đánh mới này, các phi công của ta đã đánh được nhiều trận đại thắng, tiêu diệt gọn cả tốp. Ví dụ như trận ngày 16 tháng 9 năm 1967, biên đội Nguyễn Ngọc Độ, Phạm Thành Ngân bắn rơi 2 chiếc RF-101. Trận ngày 18 tháng 11 năm 1967, biên đội Phạm Thành Ngân, Nguyễn Văn Cốc bắn rơi 2 F-105. Trận ngày 17 tháng 12 năm 1967, biên đội Vũ Ngọc Đỉnh, Nguyễn Đăng Kính, Nguyễn Hồng Nhị bắn rơi 3 F-105. Nhằm cản phá các tốp cường kích của địch, trong một số trận đánh, khi gặp tốp cường kích Mỹ bay đội hình lớn 24-36 chiếc, các máy bay MiG-21 đã xông thẳng vào đội hình địch, buộc chúng phải vứt bom, như thế coi như là cũng hoàn thành nhiệm vụ. Vì ngoài nhiệm vụ bắn rơi đối phương, ta chỉ cần khiến chúng không tới được vùng mục tiêu, ném bom là đã thành công rồi. Ví dụ như trận ngày 23 tháng 8 năm 1967, biên đội Nguyễn Nhật Chiêu, Nguyễn Văn Cốc lao vào đội hình địch, vừa bắn rơi được 3 máy bay, vừa khiến Mỹ sợ hãi, vứt bom ngoài mục tiêu. Đặc biệt là trận 1-36 ngày 3 tháng 1 năm 1968 của phi công Hà Văn Trúc. Ngày hôm đó, do một chiếc bị hư hỏng khi hạ cánh không thành, trung đoàn 921 chỉ còn một chiếc MiG-21 trực chiến. 15 giờ chiều ngày 3 tháng 1, radar của ta phát hiện đội hình 36 cường kích Mỹ áp sát Hà Nội.
Dù chỉ còn một chiếc, nhưng Bộ Tư lệnh vẫn cho phép Trung đoàn 921 xuất kích. Đại đội phó phi công Hà Văn Trúc xung phong nhận nhiệm vụ. 16 phút sau, phi công Hà Văn Trúc đơn thương độc mã lao vào đội hình F-105 và F-4 trên bầu trời Sơn La. Với sự chỉ dẫn của sở chỉ huy, cùng ý chí, tinh thần và kỹ năng tuyệt vời, Hà Văn Trúc đã luồn lách vượt qua các tầng phòng thủ của đối phương. Và ở độ cao 3.500m, bằng một quả tên lửa, anh bắn rơi chiếc F-105 do đại tá James Ellis Bean điều khiển. Đáng chú ý, vị này là phó không đoàn trưởng phụ trách tác chiến của không đoàn 388, đóng tại sân bay Korat, Thái Lan. Mất chỉ huy, đội hình F-105 đành ném bừa bom rồi tháo lui. Sau này trong trại giam, đại tá Bin đã tỏ ra khâm phục phi công Việt Nam. Do máy bay MiG thay đổi chiến thuật, nhiều cuộc oanh kích vào Hà Nội của chúng tôi bị bỏ dở. Các liên đội không quân Mỹ đều bị thiệt hại. Ngày 17 tháng 12 năm 1967, một cuộc họp tìm cách chống máy bay MiG đã diễn ra. Ngày 3 tháng 1 năm 1968, chúng tôi được lệnh đánh phía Bắc Hà Nội. Cứ 4 chiếc máy bay ném bom thì có 12 chiếc yểm hộ. F-4D chuyên bay ở độ cao khác nhau để chống MiG-21 và MiG-17. Mới tới Tuyên Quang, tôi đã nghe thấy tiếng kêu hỗn loạn trong radio, có MiG và tôi bị bắn rơi. Với hình thức chiến thuật mới, từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10 năm 1967, MiG-21 đánh 12 trận, bắn rơi 18 máy bay Mỹ. Đó là kết quả xứng đáng với nhiều lần thử nghiệm các chiến thuật mới, đúc kết, rút kinh nghiệm. Thời kỳ mò mẫm tìm cách đánh của MiG-21 đã kết thúc. MiG-21 phải sử dụng ưu thế tốc độ cao, vươn ra đánh xa hơn, ngăn chặn phá vỡ đội hình địch từ xa, càng sớm càng tốt. MiG-21 không đánh theo kiểu MiG-17. Trung đoàn trưởng Trung đoàn tiêm kích 921 đồng chí Trần Mạnh nhận xét. Bản thân không quân Mỹ cũng nhận ra và đánh giá cao cách sử dụng và chiến thuật chặn kích mới của không quân nhân dân Việt Nam. Chúng tôi xin lược trích một đoạn nhận xét của phi công Mỹ. Từ tháng 8 năm 1967, có sự thay đổi cách đánh của MiG-21 Việt Nam. Họ lợi dụng tốc độ lớn, độ cao cao hơn, có lợi thế về vị trí, tiếp cận ở tốc độ vượt âm, phóng tên lửa, thoát ly rất nhanh, khiến F-4 không thể đuổi kịp. Đặc điểm tiếp theo là họ hay chọn các máy bay bay lẻ, ngoài đội hình, kể cả khi bắn không trúng, nhưng buộc máy bay tiến công phải thả bom ngoài mục tiêu. Như vậy đối với họ, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Tất nhiên, với một đạo quân nhà nghề, người Mỹ cũng nhanh chóng tìm các biện pháp đối phó với chiến thuật mới của MiG-21 Việt Nam. Một trong những giải pháp nổi tiếng được chuyển thể thành phim điện ảnh của họ đó là chương trình Top Gun, tay súng hàng đầu. Mỹ đã sử dụng các máy bay A-4 Skyhawk và T-38 giả làm MiG-17 và MiG-21, rồi cho các phi công đánh đối kháng, qua đó tìm cách giải mã chiến thuật của không quân nhân dân Việt Nam. Đây là chương trình huấn luyện thành công. Nhiều phi công sau khi hoàn thành Top Gun đã trở lại Việt Nam và họ đã gây cho ta không ít tổn thất. Sau chiến tranh Việt Nam tới hôm nay, Top Gun vẫn tiếp tục được triển khai. Các máy bay FA-18 và F-16 thay nhau đóng giả máy bay Nga và Trung Quốc để các phi công luyện tập cách đối phó. Về phần không quân nhân dân Việt Nam, ở giai đoạn từ năm 1968 tới năm 1972, ta tiếp tục bổ sung, cải tiến chiến thuật dùng MiG-21. Ví dụ như giai đoạn 1969-1971, chiến thuật của MiG-21 là đánh nhanh, rút nhanh, thọc sâu, xuyên suốt, đồng thời công kích, liên tục công kích, dẫn vào có thế, có đà, tốc độ lớn, quan sát bằng mắt là chủ yếu, đánh chặn từ xa, ngoài vòng hỏa lực. Nhìn chung, trong cuộc chiến trên không ở miền Bắc Việt Nam, đó là một cuộc đấu trí, không chỉ ở trên không mà là từ dưới mặt đất, cứ bên này thắng, bên kia lại tìm giải pháp khắc phục và ngược lại. Đó là một cuộc đối đầu vô cùng gần nào, nhưng vẫn phải nói rằng, những gì mà không quân nhân dân Việt Nam với vài trăm chiếc MiG làm được trước một cường quốc quân sự là một thắng lợi. Bởi so về tương quan, về trang bị thì ta luôn luôn ở thế thua, sự viện trợ của Liên Xô cũng có những giới hạn nhất định, chưa bao giờ trang bị cả về số lượng và chất lượng của ta hơn Mỹ. Tổng kết toàn bộ cuộc chiến trên không giữa không quân hai bên, theo số liệu được cung cấp từ những trận không chiến trên bầu trời Việt Nam 1965-1975. Trong vòng hơn 7 năm, không quân nhân dân Việt Nam đã có 6.960 lần xuất kích, 360 trận không chiến, 587 lần khai hỏa, bắn rơi 320 máy bay Mỹ, tính gộp cả số UAV. Về thiệt hại của ta, chúng ta thừa nhận đã mất 216 máy bay các loại, trong đó có 163 chiếc MiG. Nhưng chỉ có 103 máy bay bị bắt trong không chiến, số còn lại bị tai nạn, bị bắn nhầm và vấn đề khác. Ngoài ra, 163 phi công của không quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh, trong đó có 74 phi công tiêm kích. Về phía Mỹ, một số tài liệu của Mỹ công bố đã bắn hạ 197 máy bay MiG, bị bắn rơi 90 máy bay trong các trận không chiến tại Việt Nam. Thực ra, con số thiệt hại của hai bên nhìn chung luôn nằm trong tranh cãi, ở bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Kể cả từ những cuộc chiến cách đây gần một thế kỷ, tới nay vẫn tranh cãi thương vong và thiệt hại. Cho nên, không lấy làm ngạc nhiên khi con số của ta và Mỹ khác nhau. Vì sao khác nhau? Chúng tôi xin hẹn một dịp khác để làm rõ vấn đề này. Dù vậy, nhìn toàn cảnh,
thì người chiến thắng đã rõ ràng. Bản thân các phi công và các nhà phân tích của Mỹ cũng phải thừa nhận, trong chiến tranh Việt Nam, họ đã gặp phải một đối tượng tác chiến xứng tầm. Thế nên, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về Không quân Nhân dân Việt Nam, một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất châu lục. Bản tin tới đây là kết thúc. Chúc các bạn một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Đừng quên like, comment, đăng ký và nhấn chuông ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.